Nó là một trong những quyết định đầu tiên của các bạn quyết định tương lai 4 năm các bạn theo học đại học. Đây là những trường có mức cạnh tranh cực kỳ cao, mình có đủ khả năng để có thể cạnh tranh và giành chiến thắng trong quá trình nộp hồ sơ, đủ khả năng để nộp vào và cái khả năng của bạn đậu vào trường này rất là cao, không ai đánh thuế giấc mơ cả. Hello, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên danh sách trường sao cho thật đẹp và hiệu quả nhé. Thì lý do tại sao chúng ta còn phải lên danh sách trường, nó là một trong những quyết định đầu tiên của các bạn quyết định tương lai 4 năm các bạn theo học đại học. Vì thế nên mình nghĩ rằng các bạn nên đầu tư, xem xét kỹ lưỡng cũng giống như là chọn ra những trường nào nó phù hợp với tiêu chí của mình nhất. Và để biết được làm thế nào để lên danh sách trường, hãy cùng mình xem tiếp video thôi nào. Danh sách trường của bạn có thể có tổng cộng 20 trường. Trong đó thì mình sẽ tạm chia nó ra thành 3 nhóm trường. Đó là nhóm trường mơ ước, nhóm trường cạnh tranh và cuối cùng là nhóm trường an toàn. Thì đối với nhóm trường mơ ước thì bạn sẽ chọn từ 3 cho đến 5 trường. Đây là những trường có mức cạnh tranh cực kỳ cao. Trong đó điểm SAT của trường sẽ cao hơn điểm SAT của bạn. Dĩ nhiên đối với những bạn nào mà chưa biết điểm SAT là gì thì các bạn có thể đón chờ những cái video tiếp theo của tụi mình nhé. Và không ai đánh thuế giấc mơ cả nên là các bạn cứ tự tin đặt trường mà các bạn siêu thích này vào trong danh sách trường của các bạn và cố gắng phấn đấu cho mục tiêu của mình. Tiếp theo đó là các trường cạnh tranh, thì các bạn có thể chọn từ 5 cho đến 7 trường cạnh tranh. Đây là những trường có mức điểm SAT ngang với điểm SAT của bạn. Bên cạnh đó thì đây sẽ là cái trường mà rất nhiều bạn khác cũng nộp vào, nên là bạn cần phải đảm bảo là mình có đủ khả năng để có thể cạnh tranh và giành chiến thắng trong quá trình nộp hồ sơ. Và cuối cùng đó là các trường an toàn, thì các bạn có thể nộp từ 8 cho tới 12 trường an toàn. Mình gọi nó là các trường an toàn bởi vì điểm SAT của nó sẽ thấp hơn điểm SAT của bạn một chút xíu và nó sẽ thỏa hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là đây là cái trường mà bạn có đủ khả năng để nộp vào và cái khả năng của bạn đậu vào trường này rất là cao. Và cái tiêu chí thứ hai đó là đây cũng là cái trường mà các bạn yêu thích. Chẳng may như là hai cái lựa chọn trước đó nó không thành công. Ok, và để giúp cho các bạn đỡ rối khi mà lên danh sách trường á, thì mình có một danh sách trường mẫu cho các bạn ở đây. Nó sẽ bao gồm là tên trường, vị trí của trường, rank của trường, ngành học, rank của ngành học, điểm SAT, tổng chi phí, gia đình phải trả, tỷ lệ nhận, cũng giống như là các đợt nộp của trường nếu mà các bạn muốn thêm vào. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ra ranking của trường ha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ nhập tên của trường, ví dụ như là Carnegie Mellon. Sau đó các bạn chọn vào đó là US News Ranking. Click vào đường link đầu tiên thì nó sẽ hiện ra tên trường. Ví dụ là trường Carnegie Mellon sẽ thuộc top 26 National U. Và tương tự đối với các trường còn lại của các bạn. Sau đây thì mình xin hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để có thể tra ngành học của trường ha. Thì ví dụ như là mình có một trường, đó là trường Drexel. Đây, Drexel University. Các bạn chọn vào Majors thì mình sẽ chọn vào link đầu tiên. Thì nó sẽ hiện ra một số các ngành học mà nếu như các bạn thích ngành nào thì các bạn có thể chọn ngành đó. Còn đối với mình thì mình thích ngành Business Analytics thì mình sẽ chọn vào ngành Analytics. Và bạn sẽ chọn vào phần description của ngành học. Và đây nó sẽ hiện ra tất cả các thông tin chi tiết về ngành, cũng giống như là thời gian mà các bạn sẽ học những cái ngành đó. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ra ranking của ngành ha. Thì các bạn chỉ cần chọn vào là, ví dụ như là mình có ngành Computer Science, và sau mình sẽ chọn ranking và chọn với nick là cái trang web mà mình giới thiệu với các bạn trước đó. Và khi mình click vào lên sách trường thì nó sẽ hiện ra rank của ngành học từ trên xuống dưới. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tra điểm SAT trung bình của trường ha. Ví dụ như là bây giờ mình có một trường đó là Carnegie Mellon, thì mình sẽ chọn vào trường đó cộng với lại điểm average, SAT score. Đây thì các bạn có thể cộng hai cái số lớn nhất đó, là 760 cộng 800, thì điểm trung bình của trường này là 1560. Tuy nhiên là bạn có thể đạt được đến mức gần đó hoặc là cao hơn nếu như bạn có thể phấn đấu. Và sau đây thì mình xin hướng dẫn cho các bạn cách tra học phí của trường. Thì các bạn chỉ cần lên trang web của trường và các bạn nhấn vào cost of attendance. Ví dụ là mình có một cái trường đó là trường Dickinson, thì mình sẽ nhấn vào cost of attendance.
bạn click vào link đầu tiên thì nó sẽ dẫn tới cái trang web của trường, cũng giống như là chi phí của trường một cách chi tiết nhất. Đây thì các bạn có thể thấy trên màn hình, đó là tiền trực tiếp đóng cho trường là 73.000 cộng với lại tiền không thường trực, ví dụ như là sách hoặc là các chi phí cá nhân, thì cộng lại nó sẽ khoảng 77.000 một năm. Tiếp sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để ra mức mà gia đình các bạn phải đóng ha. Thì đây thì mình sẽ nhấn vào tên của trường đó cộng với lại là Comment Dataset, viết tắt là CDS, cộng với lại số năm, đó là năm ngoái. Và sau đó bạn sẽ hiện ra một trang web như thế này ha. Thì bạn sẽ vào trang statistic của nó, và sau đó bạn chỉ chọn cái năm gần nhất, đó là 2020, 2021. Đây. Thì thông tin nó đã hiện ra như thế này. Thì các bạn kéo xuống phần H6 á, phần đây để mình có thể kéo cho các bạn xem. Thì trong phần H6 này, đây sẽ là thông tin về cái mức mà học bổng trung bình nó sẽ cho các bạn, ở đây là 42.795. Thì các bạn lấy cái tiền học phí trừ cho cái tiền học bổng sẽ là cái số tiền mà các bạn còn phải đóng. Tuy nhiên đây chỉ là mức trung bình thôi, và các bạn có thể nhận được mức học bổng cao hơn thế này. Nên là các bạn cứ yên tâm, mà mình phải cố gắng hết sức cho đạt được cái số học bổng cao nhất có thể nhé. Tiếp đến là cái trang hàng nợ của trường, thì các bạn chỉ cần nhập tên trường cộng với lại là application deadline. Thì ở đây có các đợt nợ phía sau, đó là early decision 1, early decision 2 cộng với lại các đợt nợ là đợt nợ early reprehe. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hy vọng là nó đã giúp đỡ các bạn trong quá trình các bạn lên danh sách trường. Hẹn gặp lại các bạn.